Và sau đây là tập thứ 14 của Trại Đầm Đùng. Xin mời bà con mình nghe tiếp. Chừng hút tàn điếu thuốc lá, mắt xiềng đã đứt hẳn một đường khá rộng, đủ tháo lọt. Công việc cắt xiềng mới xong một nửa, 982 đã thấy phấn chấn quá chừng. Anh ta nhe răng ra cười trong bóng tối, tự thưởng công trùi dạng chân thật rộng để hưởng cái thú tự do. Hai cẳng không bị xiềng liếng với nhau nữa, tuy một bên chân vẫn đeo sợi xiềng. 982 lại tiếp tục giũa mắt xiềng nối với khoen sắt ở cẳng chân bên phải. 982 thuận tay phải nên công việc cắt mắt xiềng này khó khăn hơn vì luôn luôn tay bị vướng khoen sắt. Anh ta chăm chú hết tinh thần vào công việc, thay đổi cạnh giũa 2-3 lần để lựa cạnh sắt, nghiến răng lại giũa cho mau đặng kịp thời gian dành cho việc này. Nửa giờ phải cắt đứt một mắt, công việc còn nhiều khó khăn lắm mà vẫn chưa xong giai đoạn đầu. 982 thấy bàn tay đã tê dại vì gắng sức quá mức, anh nhẹ nhàng bỏ giũa xuống mặt sàn. Trốn rén vì thói quen, đứng lên nhấc ống tre đựng nước treo trên cột, làm một miếng, rồi treo ống tre lên. Tay rờ rờ trên mặt sàn kiếm cây giũa tiếp tục cho chống xong, thì giờ đi quá mau, nhưng thiếu chút nữa anh ta nói bật thành tiếng: "Ô hay, giũa biến đâu mất rồi." 982 xòe rộng hai bàn tay, nhẹ nhẹ dạo lên mặt sàn, đưa qua đưa lại vẽ thành những hình cánh cung trong đêm tối. Mười mấy hai chục lượt mà vẫn không rờ thấy cây giũa đâu. Bất giác anh ta toát mồ hôi đầm mình, lặng đi suy nghĩ thì mới vừa đặt cây giũa trên sàn cạnh cột liều mà. 982 chợt nhớ ra rằng cả mặt sàn chỉ có một khe hở đủ rộng đút lọt ngón tay cái. Tuy người đóng đã ghép thêm một thanh tre để bịt kín, lâu ngày thanh tre tóp lại nên khe hở vẫn còn. Do khe hở này cây giũa lọt xuống đất chăng, mà dưới đất lại toàn là cỏ mọc rậm rạp. Bây giờ kiếm tìm cây giũa trong đêm tối mới thật khổ vô cùng. 982 điếng người đi vì hoảng sợ, chỉ sơ ý một chút mà hậu quả dường này. Bây giờ phải xuống dưới đất mò kiếm cây giũa. Nghĩ vậy, anh ta trố mắt ra nhìn quanh quẩn, lắng tai nghe ngóng thật kỹ về phía chòi cảnh vệ. Khi yên trí không có gì khác thường mới bước xuống thang tre, một tay cẩn thận nhấc sợi xiềng lên cao cho khỏi va chạm thành tiếng. Đánh đất, 982 dò dẫm từng bước chân, đi đi lại lại trên đám cỏ. Một tay vẫn nhấc cao sợi xiềng, tay kia trờ lung tung trên cỏ, mò mẫm như người mù kiếm cây gậy. 10 phút đã trôi qua mà không thấy cây giũa đâu, thật nguy hiểm vô cùng. 982 vừa giận vừa lo, anh ngừng kiếm, ôn lại những cử chỉ của mình từ lúc bỏ giũa xuống sàn, đứng lên nhấc ống tre đựng nước, treo ống tre, chờ kiếm chiếc giũa, không có lý nào. Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu, 982 lại leo lên sàn ngồi đúng chỗ vừa rồi, anh đút ngón tay lọt qua khe hở mò theo lòng ống tre, đóng ghép vào mặt dưới sàn, rồi à một tiếng trong cổ họng, thì ra cây giũa đã lọt qua khe hở, nằm dưới lòng ống tre như nằm giữa lòng máng xối. 982 mừng quá, dùng cây câm xe đạp móc ra, cây giũa đây, trong tay đây rồi. Sợ vô ý làm rớt, anh ta gài cây câm lên mái trà cẩn thận ngay kế bên đầu cây cột tre, cho dễ kiếm, rồi vội vã tiếp tục giũa mắt xiềng, mất 10 phút vô ích và kinh hoàng. Một lúc sau khi cánh tay đã mỏi rời và hai hàm răng cũng ê dại vì nghiến chặt vào nhau lấy sức thêm cho cánh tay, 982 đã cắt đứt sợi xiềng khỏi khoen sắt. Anh ta nhẹ nhàng đặt sợi xiềng trên bọc quần áo rồi đi lại vài bước, cân não căng thẳng trước kết quả đầu tiên, mặt nóng bừng như đứng gần bếp lửa mùa đông, tình thế thật sự nghiêm trọng. Bước sang giai đoạn 2, anh ta đếm trên đốt ngón tay lẩm bẩm: cây giũa, con dao, cây câm, sợi xiềng. Có 4 thứ tất cả, 4 thứ bằng sắt phải nhớ mang theo vào rừng kẻo nguy hiểm cho người ở lại. Trong 4 thứ, ban quản trị chỉ lượm được 1 cũng phân lần ra tổng phạm vụ vượt ngục. Bây giờ, lấy cơm cháy, gạo, lưỡi dao găm ra, cột quần áo lại làm một buộc rồi xuống liều. Tay không rời chiếc giũa, 982 lại gốc liều, móc con dao găm trong ống tre ra gài vào lưng quần.
rồi bóc hết những miếng cháy bọc riêng vào một mảnh vải buộc thật kỹ. Anh ta vét không còn hạt gạo nào bên trong ống tre, thấy là hết, không còn gì bỏ quên ở liều phong vương nữa. 982 đặt bọc cơm cháy vào giữa dải khăn vải rồi thắt liền dải khăn quanh bụng như mấy người thiếu nữ quê thắt hầu bao. Anh ta bỏ cây câm, sợi xiềng, mấy cái quần áo vào trong bao tải, dùng dây cột chặt chẽ theo chữ thập. Lúc đó 982 mới cảm thấy hai tay buộc dây run cầm cập, mồ hôi ướt dinh dính trên trán, trong người lại thấy ớn lạnh. 982 trùng mình mấy lần như sắp lên cơn rét. Đôi dép cao su đã mang vào chân, gan bàn chân anh cũng ướt nhèm mồ hôi, một tay xích bọc quần áo, một tay cầm dao và dũa, còn ống tre và chiếc nón lá thôi đành bỏ lại. Hai tấm ván cùng đã xếp bên nhau đặt sát cột liều. 982 thì thầm, thế là xong. Trong óc anh hiện lên hình ảnh Hợi, người có công sức nhất trong vụ trợ giúp anh vượt trại giam đêm nay, giờ phút được giải phóng. 982 thấy thương và mang ơn Hợi vô cùng. Cây dũa, con dao, cây câm, sợi xiềng, bốn thứ đủ cả. Cơm cháy trong ống tre đã quét sạch không còn một hột, yên trí không để lại dấu vết nào. 982 trờ ruột tượng, thắt quanh bụng, chắc chắn không sợ xúc nhưng gạo phồng cả một bên. 982 thoát bụng lại, xoay khoảng khăn, đựng gạo qua cạnh sườn bên trái. Vậy là xong hết. 982 ngồi thập xuống giáo giác nhìn quanh hai ba lượt, ngó kỹ về nhà tiểu công nghệ, trại ngủ, lấy hết tinh thần lắng tai nghe khắp mọi phía. Sương mù xuống thật dày, bóng tối đã hoàn toàn ngự trị, nên chỉ thấy đen thui, không còn một ánh đèn. 982 lặng lẽ xuống thang, tim đập như trống làng, hai chân muốn rung. Đến chân thang anh ta quay mặt lại hàng rào, lom khom bắt đầu bước đếm thầm, 1, 2, 3. Rồi đếm 30 bước chân, theo ước lượng, nhiều nhất cũng chỉ 32 bước chân là phải tới bên hàng rào. 982 chìa tay ra phía trước như người mù dò đường. Nhưng đếm đến 32 bước rồi 33, 34, 35, 38, cũng chưa gặp hàng rào. 982 băn khoăn, ngồi thụt xuống suy nghĩ, có lẽ đi trật đường, đi vòng quanh nên không gặp hàng rào. Trời tối thui, trố mắt nhìn cũng không thấy đầu ngón tay. 982 sực nhớ lại một nhận xét anh đã đọc trong một bài nghiên cứu về cơ thể học, cho rằng những người thuận tay phải khi bị lạc trong rừng thường có khuynh hướng đi quẹo về bên tay phải, trong khi thuận tay trái thì có khuynh hướng ngược lại. Có thế chăng? 982 chìa bàn tay ra trước mặt dò dẫm, bước hơi xiêm qua bên trái, bỗng có cảm tưởng như cỏ dưới chân rậm và cao hơn, rồi tay đụng phải chướng ngại. Đây rồi, hàng rào nữa đây rồi. 982 mừng quá, nghe ngóng động tĩnh, vẫn yên lặng hoàn toàn. Đặt bọc quần áo xuống cỏ, anh ta rờ lên rào, nắm một cây nữa cho chắc, dạ là đúng. Rồi dò dẫm trên khoảng đất dưới chân, gầy cây dũa thật kỹ vào thắt lưng cho khỏi rớt lần nữa. 982 cầm lưỡi dao ấn mạnh xuống đất coi cứng mềm ra sao. Mùa này trời còn mưa phùn luôn nên đất mềm và ẩm ướt. 982 mừng thầm khởi sự đào đất liền. Trong trí anh ta định đào một lỗ tròn lớn bằng cái rổ ở phía bên này rào sâu chừng 40 phân, rồi đào mé bên kia rào một lỗ tương đương để làm một cái lỗ chó chui. Sau đó 982 sẽ đào vang vác từ lỗ ra xa phía ngoài một chút đặng lấy chỗ thấp nằm xuống mà lách mình chui dưới rào. Bọc quần áo đặt ngay kế bên, 982 luôn tay đào vào vét đất, thỉnh thoảng dao chạm phải cục gạch hay hòn đá bật ra tiếng cách. Nhưng không sao, trời lính cảnh vệ xa nơi đây tới 60 thước, đào xuống sâu đất lép nhép như đất bùn. 982 khẽ quả tay trong lỗ ước lượng đường kính đã đủ rộng và đủ sâu. Bây giờ 982 quỳ xuống đầu rộng sang phía bên kia. Lưỡi dao không dài quá một gang, bản dao lại hẹp nên đào rất chậm. Đã thấy dao lại không có cán khó cầm, nhưng dù sao còn hơn phải dùng cây hay mảnh sành, còn khó khăn và mất thì giờ gấp bao lần nữa mà chắc đâu đã kiếm được.
Chừng 12 phút sau, 982 nằm sắp xuống chui thử, gần được. Cần đào văn vác ra phía ngoài thêm một chút nữa, việc này không quá 5 phút là xong. 982 tự nhủ, đủ chui rồi, cầm bọc quần áo đưa lọt qua bên kia rào, rờ tay vào bụng kiểm soát lại, cây giũa còn đây, yên trí. 982 nằm ngửa cho hai cẳng chân qua trước rồi tuồn dần, tới khúc bụng anh vẫn nằm ngửa, nhích dần từng chút. Hai cẳng chân đã đặt lên mặt đất phẳng và mát lạnh, anh biết đã lọt vào con đường nhỏ chạy giữa hai hàng rào, dùng riêng cho nhân viên trại đi tuần. 982 ý tứ nhẹ nhẹ ngồi lên, yên lặng ngó bên phải bên trái con đường tử thần rồi xách bọc đồ đến sát mép hàng rào thứ hai. Anh ta dò dẫm, lựa chỗ đất mềm khởi sự đào một lỗ như vừa rồi. Đất phía bên này lõm nhõm đá, khó đào hơn. Nhưng 982 không sợ, dù sao cũng còn gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Trăng 19 tới 10 giờ mới mọc, dư thì giờ. 982 nghiến răng bảy tầng miếng đất lõm ngõm gạch và đá. Công việc này sở dĩ khó khăn, chứ nếu có ánh sáng thì không nghĩa lý gì đối với tù nhân của trại giam cộng sản. Anh ta ngừng tay nghỉ mệt một chút, đưa khuỷu tay lên chùi vì mồ hôi chảy vào mắt làm cho sốt, rồi lại nghiến răng tiếp tục đào, nghĩ thầm. Đào nốt một nửa lỗ phía bên kia rào là được tự do, Dũng ơi ráng lên. 982 gọi tên mình để tự khuyến khích thêm hăng hái mỗi lần phải vượt hiểm nguy. Rồi nhồi mình xuống đất lia lưỡi dao dưới chân rào, qua mé bên kia, tầng tảng đất lở ra rơi xuống đáy lỗ, anh ta cúi rạp xuống vóc đất bỏ ra bên ngoài. Lát sau 982 đưa bọc quần áo qua mé bên kia trước, rồi nằm ngửa đưa trước hai cẳng, tới mình tới đầu, lọt qua hết không khó khăn, 982 nhẹ nhẹ ngồi lên. Thế là thoát, con cảm tạ trời Phật giúp con tìm được lối thoát. Trong lòng mừng rỡ như mở cờ, nhưng 982 cảm thấy có mấy giọt nước âm ấm trên má. Đúng vậy, anh ta mừng rỡ đến chảy nước mắt vì đã vượt qua phân nửa khó khăn, một nửa đoạn trường. Sực nghĩ đến Hợi, anh tự nhắc nhở để kiểm điểm lại cây căm và sợi xiềng ở trong bọc, cây giũa gài ngang bụng, con dao cầm trên tay, đủ hết. Không thèm quay nhìn về phía trại lần cuối, 982 cấp bọc quần áo, một tay lăm lăm con dao làm khí giới tự vệ, hướng về phía rừng cây, bóng tối dày đặc quanh mình, nhưng 982 vẫn dò dẫm bước. Nhìn lại sau lưng, nhìn về đằng trước, chỉ có đen tối, trại đầm đùng đã chìm nghiễm mất dạng. 982 hồi hộp tưởng đâu như vừa rời khỏi địa ngục trên đường trở về dương thế. Bước dò dẫm được một lát, 982 nhận thấy đất dưới chân bớt gồ ghề lồm nhổm, rồi mặt đất bằng phẳng như anh đang đi trên một con đường mòn hẳn hòi. Khắp khởi mừng thầm, 982 còn đang tự nhủ, đừng đi chệch đường, thì đã hỏng chân bớt hụt xuống một cái hố, lộn nhào một vòng, bọc quần áo văng đâu mất, chỉ còn con dao nắm trong tay. Mình mẩy đau nhừ ê ẩm, anh ta nén cái đau mò lên trên mặt vẫn không tìm thấy bọc quần áo. Thôi, đành chờ trăng lên mới kiếm được bọc đồ và đường đi, ta tìm chỗ ngồi nắp đỡ một lát. Khi đó 982 mới thấy khô cổ và hai cánh tay trả trời mệt nhọc. Anh ta ngửa mặt nhìn lên, nền trời lấp lánh vài ngôi sao và chân trời phía đông đã hơi sang sáng, trăng sắp mọc. Như vậy anh đã tính sai thời gian dùng vào việc đào ngạch thân nửa tiếng đồng hồ. Nhưng còn may, trăng đã mọc mà chưa thoát ra ngoài hàng rào trại mới thật là chết. Lát sau, đêm đã bớt tối, anh nhận được một lùm cây ôm tầm cao ngất lờ mờ in trên nền trời. Như vậy, gần đây có một cây cổ thụ lớn. Đúng rồi, mấy bữa trước ngồi trong liều phong vương ngó ra, anh thấy tàn một cây cổ thụ vượt lên cao khỏi rừng cây, nếu thế chưa đi xa trại bao lâm, chưa quá 500 thước. Bỗng 982 đã phải một vật gì mềm, anh ta mừng trú khi nhận ra bọc quần áo, lượm lên liền, rồi bước về phía trước, nhưng không dám đi mau sợ lọt xuống khe hai hốc thì thật là nguy hiểm. Kiếm một cành cây làm gậy chống, như người mù lại tốt và đỡ nguy hiểm, trong khi trăng chưa lên, đi xa được quãng nào tốt quãng ấy.
Những khu thưa cây đường đi thấy lờ mờ, chính tấm hai ngó về phía đông, vầng trăng đã lộ hẳn ở chân trời, trăng đang mọc, chính tấm hai quyết định ngồi nghỉ đợi trăng lên. Bỗng chính tấm hai cảm thấy rờn rợn, vì trại đầm đùng kinh khủng quá, anh chị cố ý vượt ngục nên chưa thấy đi một mình vào rừng là việc nguy hiểm và đáng sợ vô cùng. Lúc này, hết sợ trại giam cộng sản lại bắt đầu thấy sợ nhiều thứ khác, sợ thú dữ, sợ đi một mình trong rừng đêm, sợ ma quỷ. Bao nhiêu người đã bỏ thây trong rừng và trở thành hồn ma bóng quỷ, đệ tử trần tình 982 nhủ thầm. Ma quỷ cũng không nguy hiểm bằng giám thị cảnh vệ trại đầm đùng, không đi đến đâu, không có gì đáng sợ. 982 nói đúng hoàn toàn, ma quỷ không hành hạ người, không đánh người lòi xương rách da, không bắt nhịn đói nhịn khát, không đem tù ra bay vô cớ. Vậy, đi đêm trong rừng không có gì đáng phải sợ đối với người tù phong vương vượt ngục. Anh ta chuẩn bị tinh thần như vậy rồi lần đến một gốc cây lớn, rễ mọc chồi khỏi mặt đất như hình con trăng, ngồi dựa vào thân cây, ôm bọc hành lý trước bụng, duỗi chân thẳng cho thoải mái đặng lát đi nữa. Anh lấy làm lạ vì khi còn bị cùm ở liều phong vương, tưởng tượng lúc ra bên ngoài sẽ đâm đầu mà chạy, bất kể tối tăm. Vậy mà lúc này anh lại bình tĩnh ngồi, nghỉ ngơi đường hoàng chờ trăng lên, cho hay tưởng tượng với thực tế thường khác nhau rất nhiều. Mảnh trăng hạ tuần nhô cao dần, ánh trăng vàng bạc đã lọt vào tới khu rừng, từng mảng sáng rải rác quanh nơi ngồi nghỉ. Anh ngó đôi khoen sắt còn đeo nơi cổ chân, bùn lấm be bét từ đầu gối trở xuống, nhưng việc cần làm ngay là chạy cho xa đầm đùng, những cảnh thường ngày trong trại giam lại hiện ra trước mắt. 982 như người tỉnh giấc mơ, lật đật đứng lên tiếp tục đi theo con đường mòn nho nhỏ tiến vào rừng thưa. Cứ đi như thế được hơn tiếng đồng hồ, vượt qua một quãng đường chừng hơn một cây số, 982 mới kiếm gốc cây ngồi nghỉ vì đã mệt và đói bụng. Sực nhớ đến trục tượng gạo, 982 hốt hoảng kiểm soát lại, chết rồi, bọc gạo buộc ngang bụng lép xẹp mất hơn nữa. Anh ta nắng nắng giây lát rồi ngẩng người ra vì tiếc và lo, thì ra khi nãy té trục tượng bị bung ra, gạo sống theo kẻ hở vải gần hết. 982 kiếm sợi dây leo buộc chặt nơi khăn rách, dòng gạo về phía khác cho khỏi chảy. May thay vốc cơm cháy còn nguyên, nhờ còn lượt khăn nửa bao kín. 982 ngại ngùng nhìn bốn bề, nơi anh đang đứng vẫn là khu rừng thưa, đi không cần len lỏi bao nhiêu, nhưng phía trước chỉ thấy đen ngòm, tàn cây rậm rạp quá, ánh trăng không lọt xuống tới mặt đất, đi nữa cũng sợ và nguy hiểm. Vả lại cũng mệt rồi, chi bằng kiếm cây leo lên ngồi nghỉ, mai sớm sẽ tính. Nghĩ vậy, 982 kiếm chỗ ẩn nấp qua đêm. Tuy trăng đã lên cao, mà rừng phía trước còn tối lắm, không nhìn rõ quá 20 thước. Bỗng 982 thoáng thấy có ánh trăng loang loáng trên tảng đá gần đấy. Đó là một vũng nước động trong một hõm đá. 982 không nghĩ ngợi, cúi xuống uống mấy hơi đã khát rồi tạt nước rửa mặt cho sạch. Mặt anh lấm be bét đất, cát vì đào lỗ và chui qua hàng rào. Xong, 982 kiếm một thân cây thẳng khá cao, giấu dép cao su trong bụi, leo lên chạc ba ngồi cho vững vàng. Anh cắm con dao và cây dũa vào cành cây kế bên, sợ ngủ quên té xuống dao xốc vào người. Trước đây đã có người làm củi từ trên cây té xuống bị dao đâm thủng bụng chết liền. Không biết nghĩ sao, 982 lại leo lên một chạc cây cao hơn nữa, tới 6 thước, như vậy không sợ cọp hoặc thú dữ khác. 982 ôn lại trong trí những việc vừa qua từ lúc cắt xiềng chui qua lỗ chó chui rồi đến đây. Lúc này ở trại giam trăng đã sáng, nếu lính cảnh vệ đi tuần trên con đường nhỏ giữa hai hàng rào tất sẽ phát giác vụ tù vượt trại. Như thế có thể sáng sớm mai tinh sương bọn cảnh vệ sẽ rượt theo. Trong ngực 982 đánh thình thịch, anh mường tượng đến vẻ mặt thù hận, độc ác, điệu giả của lũ giám thị và cảnh vệ mà phát gớm. Nhưng trong rừng có cả trăm đường lối khác nhau, biết anh trốn ngã nào mà tìm. Dù sao ta vẫn có hy vọng thoát, không sợ. Chỉ sợ không kiếm được hoa quả hay thức ăn bỏ vào miệng để có sức chạy nữa, đó mới là trở ngại ghê gớm nhất.
982 suy nghĩ vẩn vơ rất lâu, sao mệt quá kiếm thấy ngồi cho chắc rồi thiếp đi như chết. Lúc anh giật mình mở mắt, trăng đã nằm giữa đỉnh đầu. 982 nghe rào rào đằng xa như có tiếng chân chạy trên lá khô, rồi gió ào ào trên ngọn cây. 982 lấm lét nghe ngóng nhìn trước ngó sau, bất giác kéo cành lá chậm rạp che lên mình cho kín. Trong cái yên lặng thâm thẳm của rừng, bỗng có tiếng gà eo ốc vẫn đưa lại. Anh ta nghĩ thầm, nơi đây gần bản có người mường máng hay sao mà lại nghe tiếng gà gáy. Nếu thấy phải đi thêm một chặng nữa mới được, kẻo sáng ra dân địa phương thấy tung tích thì nguy. Thì ra đối với người tù vượt ngục, cái cảm tưởng chung là lúc nào chỗ nào cũng thấy có kẻ thù ở gần. Chợt anh ngó lại cái quan sát ở cổ chân. Cái đồ quỷ này tố cáo người mang là tù vượt ngục rồi còn gì nữa. 982 co chân lên lấy dũa mài, mũ cây đánh tri vê đóng vào quan sát. Anh tính mài mòn mũ đanh rồi kiếm cách đọc cho đanh xúc ra đặng tháo quen. Chà, quen sắt làm trầy trượt trốn máu cổ chân mà anh không lưu ý. Trong rừng vắng, tiếng dũa xoèn xoẹt nghe bắt trận người, chỉ một lát hai mũ đanh ri vê mòn hết. 982 ngước nhìn trăng đón giờ khắc rồi tục xuống đất sau khi luyện bọc đồ và con dao. Nửa giờ sau, 982 lôi hoay bằng cây dũa và con dao, tháo được hai chiếc khoen ra. Cổ chân anh đã bị chảy máu loang lổ. Anh nhè nước miếng ra đầu ngón tay bôi lên vết xây xác theo thói quen vẫn thường làm ở trại giam. Bỏ được khoen sắt rồi, 982 mừng quá đổi là mừng và cảm thấy hai cẳng chân nhẹ tên, chỉ muốn chạy một vòng cho khoái. Để phi tang, anh đào lỗ nhỏ dưới gốc cây, bỏ hai khoen sắt xuống lấp đất, thấy là xóa thêm một dấu vết tù tội, cái dấu vết khó xóa nhất, mừng ơi là mừng. Quá nửa đêm về sáng, trời lạnh căm căm, thời tiết đang vào độ cuối xuân. 982 mở bọc quần áo ra thay và nhân thể. Thiêu quỷ luôn sợi dây xiềng, sợi dây sắt này không có công dụng gì trong khi 982 đi trốn. Tốt hơn hết là tiêu hủy cho mất tang chứng. 982 mở bọc lấy bộ quần áo còn lành lặn ra thay. Lúc đó mới nhớ ra là vẫn còn mặc quần không đủng. 982 bận chiếc áo cánh dài tay, quần còn đủ hai ống dài, rất may lên ngực và lưng áo chưa in số tù. Anh ta ngắm nghía cây cam xe một cách lưu luyến rồi ngồi xuống lại đào lỗ, bỏ sợi xiềng cùng cây cam xuống lấp đất, lấy gót chân đạp lên mặt đất mấy cái cho phẳng. Bọc quần áo lúc này nhẹ hều, chỉ còn một bộ đồ rách với bộ đồ mới thay ra, mấy mảnh vẽ với chiếc bao tải cầm cũng gọn. Vành trăng khuyết trôi lên đên trên trời xám nhạt, 982 cứ nhìn theo trăng đi về phía tây bắc mà anh ước đoán là vùng Chi Nê Nho Quang. Lúc này trăng đã từ phía trước mặt trọi lại, bóng anh đổ về sau lưng. Khi trăng mới mọc còn thấy bóng mình ngã dài phía trước, cũng đỡ cô độc. Bây giờ bóng mình cũng không thấy nữa. 982 được nghe đồng cảnh kể chuyện. Có nhiều tù nhân trốn trong rừng nhiều ngày, đi mãi mất phương hướng, lại quay vòng trở lại nơi mình khởi hành mà không biết, để đến nỗi bị bắt lại. Vì vậy, 982 hết sức chú ý đến phương hướng, luôn luôn ngó trăng làm đích. Tập thứ 14 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 15.